mùa này chán quá buồn nên chả đánh nữa à. Nhưng mà nếu mà không đánh gì là qua mùa nó reset về không điểm luôn hả, giống như bên Nhật luôn, giống như bên cao Nhật hả, reset về không điểm, hay là nó reset về cái rank giống như bên server kia, là có nghĩa là ví dụ mà mình là thách đấu đi sẽ xuống là lục bảo hay là sao, hay là reset về không điểm hết luôn hả? Bùa được giảm giá 50% trong trận này. Có trận anh top 1 em thấy cũng có đăng đâu hả? Làm biến em. Tại vì một cái clip đó tới tới 40 mấy phút gần đăng lên sợ không ai coi. Anh có cắt ra rồi nhưng mà làm biến đăng. Thấy là mấy anh em khoái của BK hơn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thằng quỷ nào nó chơi cái gì vậy? Rồi bây giờ là phát gì đây? Rồi băng giá đúng không? Băng giá thợ săn hóa hình. Ok. Nó reset rất bài bật thì đúng rồi, vậy là giống như là BK đúng không? Giống như BK. Ví dụ thách đấu rồi chắc là xuống xuống kim cương. Đó, hoặc là lục bảo. Ma thuật thần chú hả? Con này mình cũng chưa chơi bao giờ này, Katsuobi với lại con Nico. Rồi con rắn cái bẹo gì á. It's me. Chơi băng đi, chơi băng đi. Lâu rồi không chơi băng. Khiên băng Radiant không? Đó đây nè. Quái à. Kỳ quái này, kỳ mua kỳ quái, không biết đâu quay xe đến kỳ quái vậy. No one escape. Cái gì? Mai gì ta? Cái cung tiếng Anh là gì ta mà nghe chữ đó phải chữ cung đâu ta? No one escape. Trong cờ. Ông mật căng trường. Hai con át nè, hai con quyền năng khổng lồ. Cái này sao nó không hiện ra luôn ta? Nhận 20% sức mạnh công kích, má sao đọc luôn. Ê, sao có cách nào mà cho nó hiện ra cái nguyên cái tab để mình đọc luôn không vậy? Nó có bị mất mất hả? Bô hả? Sao anh lại nghe là chữ V ta? No one escape my vô. Anh lại nghe chữ V chứ không phải là nghe chữ B. Đây rồi, xin ra rồi. Tuyển nhân sự không cần suy nghĩ luôn. Không cần suy nghĩ luôn. À, bây giờ mình cần cái cuồng cuồng đao chứ, mình cần cuồng đao. À, có mấy nhân bản nè. À, để vào nhưng mà nó bị mất thấy không? Nè để vô nè nó bị mất. Đó. Nè. Nó bị mất có nghĩa là nó không có hiện chữ hoài. Xin ra là cầm Sujin đúng không? Xin ra là cầm Sujin. À xin ra cầm Sujin. Xin ra là cầm Sujin rồi, con này lát nữa lấy cái gậy. Nó chỉ đọc thoáng qua thì đó, bởi cho nên anh mới nói là nó không có cách nào mà nhưng mà cho coi hết nguyên một cái. Mày anh đâu có nhớ nổi đâu, cho nên là không để cho coi luôn. Ủa mẹ quỷ Cassadin làm gì? Bởi trưởng nó muốn muốn cái gì vậy? Kỳ quái vậy. Phải bán con này luôn, tích tiền. Mua con này, đổi được cái này nè, đó. Tích được 10 tiền. Giáp lưới. Rồi. Con kè này ví dụ mà mình chơi hóa hình với lại cái băng cũng được nữa. Có con Swain đó, con Swain nó vừa có cái băng với lại vừa có cái hóa hình. Chơi combo đó cũng được. Ủa sao team nó làm gì mà nó đi qua sân của team mình luôn rồi hả? Bịp vậy. Vãi, ôi mẹ mày cầm hai đồ luôn. Ôi giết hai sao. Bảo sao. À, trong cờ rồi, trong cờ. Ê, chào bạn trong cờ. Chào bạn trong cờ. Chào bọn trong cờ. Búa rèn. Hello bạn trong cờ.
À, bây giờ là đâu rồi, mình có cái này rồi đúng không? Hai sao đấy, Nila. Quay với lại con Swain cũng là 3 sao. À đây nè đó. Nami, Raya, mẹ form này có em nhắc như đẹp quá vậy ta. Một phàm ăn, năm kỳ quái, bốn băng. À, thêm con JC hồi nãy nữa, hồi nãy có mua con JC đúng không? JC. Để về trước đi. Để về trước đi, lát nữa tính tính tiếp. Trong cờ thì tên nó trong cờ thì nó trong cờ. Chứ này đọc sao? Có con nào không? Suy nghĩ coi, có gì không? Đấy, này, Nila, 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 lấy Nila đi. Lấy Nila kìa. Lấy Nila kìa, Nila, Nila. Lấy Nila. Rồi. Đọc này mới đúng rồi, chôn cờ ở đậu phộng. Ba kỳ quái em cũng chưa được cái gì. Để con này vô cũng đâu có được gì đâu, cũng chưa kích được cái gì á, chưa kích được. Ok, để về trước đi. Lát nữa nè, lát nữa ron ron nhẹ nhẹ coi coi là kiếm được con nào nữa hay không. Đọc chữ C tiếng Anh nữa. À vậy hả, ai biết đâu, thì anh nói là tên cái game này nó khó đọc lắm, như cái con Swain hồi quay đâu đó, kiểu như là mình đọc thấy cái kiểu tiếng Việt á. À chung si vãi chưởng, nghe 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 hay ra phết. Là chung si ở bên này cũng chơi kỳ quái. Ôi mẹ mày làm gì con rai rồi, what the hell. Ô vãi chưởng, có con rai rồi. Vãi nồi thiệt, có Rider rồi. Vãi nồi, có Rider rồi. Để con này vô đi, cho con này 2 sao. Mới đây có Rider rồi. Con này còn thiếu cái gì ta? Con này còn thiếu cái gậy, con này kia thiếu nước mắt. Bây giờ bán con JC này là thêm được máy nữa, là thêm được cái mà thôi khoan đi. Mình bán nữa là mình đủ tiền mua escape. Bịch bịch bịch. Ủa sao bữa nó chỉ là gì ta, chỉ phím tắt là số 2 với lại cái nút space là zoom vô cái con linh thú mà sao yếu được. It's me. Biết đâu là quay xe đánh con này không? Biết ơi, quay xe đánh ma thuật không? Đó. Ôi dồi ôi, mẹ vô phơm rồi nha. Đang vô cái phơm phơm rồi nha. Swen. Di lần. Swen di lần. Ma thuật thần chú có Syndra. Nút bay là focus linh thú à, khi anh nhảy sang nhà khác. Không, anh tưởng đó là nó zoom vô vậy nè, tưởng đó là zoom vô vậy. Ai nước mặt. Ngọn giáo Sujin. Ra thêm cái gậy nữa. Cái gậy. Ôi ôi, cái gì đây? Cái gì một nồi băng cái gì đây? Gì nhiều quá vậy? Làm em ngợp. Mẹ bây giờ chẳng lẽ quay qua đánh băng. Ui ủa Nila nữa kìa. Nhận ấn ngẫu nhiên à. Ezreal thông đạo pháo thủ à. Ừ.
Bây giờ đánh băng cũng được nè, mình có con Zidane nè, có hờ quay nè, mẹ quay đánh băng cũng được luôn, mẹ vừa băng mà vừa kỳ quái nữa. Khó rồi nha. Ấn luôn hả? Phải nồi lỡ nó ra đồ cùi làm sao? Thử luôn coi, mua thử một ấn coi được cái gì. Thôi giờ mình cũng chưa, ủa nó bay về nhà mình hả? Đó giờ mình cũng chưa thử mua ấn coi coi nó có cái gì. Ui mẹ con ác nó cầm cuồng đao mày, nó nã kìa. Phải nồi nó nã kìa. Nhưng mà đập hên xui mẹ. Đâu phải là nó ra được một cái đồ mà mình lựa chọn được đâu. Nó ra hên xui bởi vì mới sợ á. Bạn bè phương xa, khỏe mạnh kép tướng của bạn nhận 80 máu và mỗi tướng 1 vàng. Bạn bè phương xa này ngon nè. Cái nhà sưu tầm trang bị này mình không biết chơi. Túi đồ siêu hùng. Bạn bè phương xa đi. Once again. Ấn học giả. Đậu phộng. Ấn học giả. Ấn học giả. Học giả đậu phộng. Đập ấn để vô con này rồi đập là nó bay ra đúng không? Để vô cái con. Ấn gì đây? Ấn chiến binh. À mình có Nila nè. À nếu mà ấn chiến binh cũng được. Mình có Nila là có chiến binh rồi. Ấn chiến binh nè. À, nãy mình đâu bỏ con Nila vô đâu. Ây da, ngáo ngáo rồi. Lên được con nào nữa không? Ron ron nhẹ xíu thôi. Đây, rồi ok. Ôi mẹ mày không để con này vô được trừ khi level quá. Trừ khi level. Level nhét được thêm con này vô. Từ từ đi. Con quỷ này là con người đá xa ngã. Rồi quái vật ngàn mắt. À cái gì con gấu gì Volibear. Rồi lên level. Nhét thêm Nila vô. Đi chợ cái gì. Ơ Nami. Ôi Nami kìa, ôi nó lấy Nami rồi, vậy giờ mình lấy cái gì vậy ta? Ôi mẹ không còn cái gì ngon, lấy cây gậy. Lấy cây gậy. Ôi trời ơi, nó cũng lấy luôn rồi. Bãi thiệt. Vậy lấy cung đi. Bãi thiệt. Gậy cũng lấy luôn. Cung với cung là ra được cái bùa xanh đúng không? À bùa đỏ. Mẹ con này cầm bùa đỏ ra đậu phộng. Bịp vậy. Bịp quá là bịp. Bịp. Bánh ngọt thở săn. Con này chéo chơi nó bán cho bạn đi. 3 con băng nè. 4, 5 con băng nè. Elite chắc làm gì giờ được 3 sao nữa đúng không? Nila là tầm cầm bàn tay công lý lại huyết kiếm. Nó sẽ giờ xài máy nhân bản này là để khi nào mà lên kia ra con Raya thì mới xài. Mình mà roll ra được con Raya mình xài máy nhân bản cho lên 2 sao cho nó carry tiếp. Úi dồi ôi mẹ mày Ezreal mày cầm cung xanh với vô cực.
Một cái ngẫu nhiên. Cái này là cái gì vậy? À, ra thêm tướng nữa. Mua được cái sơ. Mua được cái sơ. Ôn ôn hai con gấu. Ôi mẹ ơi, nó cầm cái nanh so sao nó bắn nhanh quá vậy? Sao nó bắn nhanh quá vậy? Hai con này đứng xa nhau nhất kìa. Để vậy này, nó cho nó búp cho con kia. Nó để cho nó búp cho con này. Trời ơi, cho tôi cái gì ta, cho tôi thêm đồ ơi. Con này giáp lưới. Giờ có nước mắt. Nhận một tạo tác tạm thời. Dị vật tai ương. Thú tượng luôn. Cung. Thiếu cái gậy nữa. Con này cầm hai cái sujin nữa. Không, nước mắt này với cái găng ra được cái bàn tay công lý. Ùn. Người đá xa ngã. Đạo phộng ngộ không mẹ, cầm trái tiên kiên định với cái vẹo gì mà trâu vậy. Úi rồi. Ôi mẹ ơi, ngộ không. Tí thì toàn. Tí thì toàn luôn. Không phải hôm nay. Nhận một cái gậy quá khổ ơi, mẹ đang cần gậy kìa. Tướng của bạn nhận 80% lá trắng. Hình nộm. Nộm va chạm. Ron xíu để coi có cập nhật cái gì không ta. Rồi, rồi bây giờ là để lên level 6 thì tính tiếp. À, level 7 chứ lộn. Cho nước mắt cho con này đi, cầm hai sujin cũng được. Giờ kiếm một cái kiếp. Ủa cái gì kêu vậy? Ai lên level hả? À cái gậy nè, à, cái hình nộm nó sẽ nhảy vô cái chỗ nào mà có đông quân địch nhất. Để nó hút sát thương. Mày nghe con áp nó bắn kìa. It's me. Rồi. Áp nữa hả? Áp giờ chắc gì lên được nữa. Thôi, để tiền đi, để tiền. Để tiền để qua tên sau tính tiếp. Mấy nhân bản. Giờ chỉ có lên level thôi. Hai con elite nè. Để sắp lại cho kỳ quái nó đứng kế với nhau. Còn băng nó sẽ đứng riêng một bên. Ông mật hả? Ông mật căng trường rồi này kia.
Đó. Rồi nó là nó sẽ đánh vô mấy cái hình nền của mình. Sau đó mình sẽ thừa cơ hội là mình alley hấp, mình đánh lén nó, móc lốp nó. Đâu không thấy không ăn thua vậy? Phải chưa? Mẹ có hình nộm rồi kìa. Olaf, Sway, JC, Nila. Đừng ai lấy Swain, đừng ai lấy Swain mà. Đừng lấy Swain. Ê chết, hú hồn, thằng kia nó lấy. Trời ơi mẹ mày. Đó là Rinka nha, rồi Swain được 2 sao. Swain được 2 sao. Nila 2 sao, Yết 2 sao, Syndra 2 sao, Ad 2 sao. Tiết đồ với lại Warwick 2 sao. Áo trường bạc. Hai con này mình chơi cái trò giam tướng lại không? Giam tướng lại. Kỳ quái con băng giá à, không biết nữa. Là kỳ quái chiến binh băng giá hóa hình. Mày tim nghe rồ không? Bây giờ nó có con bọ kìa. Xem cái mùi thiếu đam thì đúng rồi. Anh đang tính lát nữa là Ron kiếm Nami nè. À, cái con Varus này nghe nói là nó vẫn là cái con dơ. Y có một thằng nó bị out kìa. Thích xem xét đậu phòng. Giờ này chắc không lên nổi ấy nữa đâu. Lấy hờ quay đi. Áp này chắc giờ không lên được đâu. Mua tăng giáp luôn đi. Mình đang có cái chuỗi thua nè. Nếu chỗ này thua nữa thì mình sẽ ấy, còn nếu không thôi mình bán con này được. Bán con này luôn. Băng là phải là 5 băng luôn hả? Phải lên level nhét con Zidane như con hồ quay này vô mới được. Không đạo. Rồi, lên level thôi. Ôi ơi, 1% Morgana, 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 với chúa bảo hộ ma thuật. Ma thuật. Mà để có con nào ma thuật. Morgana. À, băng giá có Olaf nè. Mua luôn đi. Ừ, mua Olaf luôn. Ừ, mua được Kaiser luôn. Ngon vậy ta. Ủa sao con Mordekaiser 2 sao nó không đứng ở đây? À, Nami luôn kìa. Nếu có gậy. Ôi dồi, bây giờ chơi cái gì đây? Chơi kỳ quái à. Có Nasus, Susan. Đầu vòng ai đặt cái tên Susan. Susan. Má, nó cầm hai con dao nó bắn kìa. Ôi dồi ôi, Kalista. Vãi trưởng thiệt. Stop moving.
still life. Cái sơ giờ chắc không lên được nữa đâu, bán rồi đi. Ông Morgana đi, biết đâu nó hắt về cho mình được cái gì sao. Không đem được con gì về thêm mà. Sao vậy Morgana? Không đem được gì, con gì vậy thế? Trời ơi, tôi xin cái top 2, top 3 thôi. Giờ lên level kịp không ta? Lát nữa nếu mà ra con được con ra được con Raya nữa, nhét hai con băng này luôn, hai con băng luôn nó, nhét Nami với lại con Raya vô được là được 7 kỳ quái. Nãy giờ Morgana sao không hắt tướng vậy Morgana? Mất tướng gì à, toàn tôi rồi. Phải thiệt. Trời ơi bạn ơi, bạn nào nói mẹ ao top đi, ra đâu có ra không? Đâu có. Ê, cung xanh. Cái video lấy cái áo choàng vậy. Trời ơi, sao thanh niên hi này đậu cộng éo ao dùm đi, éo thua đi. Để on top một giờ cho một trận coi. Giờ là level luôn, bắn tướng là level, nhét con ấy vô thêm. Ây da. Choàng thủy ngân. Tại vì không ấy mình cũng thua à. Mình không liều khoan này mình cũng thua. Cũng thua vậy chứ, nên là thôi chấp nhận thôi. Chấp nhận bán hết tiền để ấy. Ờ sao mình ngu, ta có cái máy nhân bản nè. Đồ. Nhưng mà cũng tiếc, để chờ cái con khác á. Thôi thua rồi. Cái này team mình không có đam ta. Team không có đam. Ây da, top 5 hay top 4 đấy. Ui giời ơi, lần này nó vẫn sống, đậu phộng. Á, bị trừ điểm nó rồi. Trừ 10 điểm hả? Ui giời ơi. Ui. Ui. Vương Nguyện ông mật, kim ông lấp lánh. Đủ ghê vậy. Tiên linh nữa. Ôi mẹ ơi, năm con tiên linh có Camille. Cay nha. À. Bây giờ chỉ có nước top 1 thôi mới đủ điểm á, top 1 coi như là cộng được bốn mấy năm chục điểm mới có thể đủ được lên mặt 1. Phải nồi ghép linh tinh nó nghe thử coi, con nào con linh tinh. Con gì ta? Con sinh ra thì cầm cái Sujin, muốn gì nữa? Sinh ra cầm Sujin nè. Nếu mà nói con áp giờ là không có cái cuồng đao, có lượm được cái gậy đâu. Không ngưng mà cái gậy, rồi còn mấy con vệ là ghép cho nó cái gì ta? Thú tượng với lại cái gì giáp vai nữa kia là hợp lý chứ còn muốn gì nữa. Nói chung kèo này là kèo thiếu đam ơi. Hồi nãy đi chợ là tính lụm được cái gì đó, tính lụm được cái gậy rồi, mỗi cuộc thằng kia nó lụm rồi. Nguyên một cái vòng đi chợ có đúng một cây gậy là nó lụm cái con kia rồi. Mình không có ghép được
mình không có ghép được cái cuồng đao cho con áp nè. Tim tăng thì ok, nhưng quan trọng tim không có đam. Quái nồi ghép đồ vậy mà còn ghép linh tinh nữa. Do là không có cái gì đó, không không lấy được cây gậy á. Lại nãy mua cái ấn cũng ấy quá. Phải, nhưng mà không mua cái ấn thì mình để vàng đó. Ví dụ mình ghép mà mình làm chuyện khác cũng được. Mua ấn nó nhiều rủi ro quá. Phải đập được ra ấn kỳ quái thì ngon. Kỳ quái hoặc là ấn băng thì dễ chơi. Mẹ mới đầu lấy ra học giả đập ra được cái chiến binh. Ủa thí dụ mà nó là cái ấn đó rồi, mình đập một lần rồi mình đập nữa được không? Có nghĩa là cũng cái ấn đó mà có thêm búa rèn mình đập nữa là nó có tỷ lệ là nó ra lại cái ấn mà đã có chưa? Giờ lúc đầu là nó học giả đúng không? Mình đập nó ra chiến binh. Nếu mà mình đập lần nữa là có khi nào nó về lại được cái học giả không? Thí dụ vậy á, có được không? Ý là nó sẽ random đúng không? Mày sợ random, đậu không random nó ra lại cái cũ như không? Này cậu quên tiếng này nè. Yone Chí Bình, Doãn Chí Bình nữa. À đấy, nó kiểu nó viết cái chữ mà ấy này, Doãn Chí Bình. Chứ mà kèo đó là anh thấy là team mà chỉ đang thiếu đam thôi. Mẹ đam hàng sao là có hai con chứ nhiêu. Mẹ cái con trích cũng có quẹo gì đâu, cũng đâu có đồ đâu. Mới đầu nó cho toàn là giáp lưới với lại cái đai không à, với lại áo choàng bạc. Hồi nãy là có kiếm gì lại cái kia là ghép thành cái sujin rồi. Rồi cung thì là có cung mà ghép bùa đỏ rồi này kia rồi. Nhưng mà quan trọng là đúng là team thiếu đam, không có gậy. Để có cuồng đao, có mấy pha mình mém ăn rồi bên kia mẹ nó cầm cuồng đao không. Quái sừng cục đường, mẹ bãi chữ thì hồn ma mặt nạ. Siêu phẩm hiệp sĩ cú. Mèo đi mưa. On man unknown. I hate Monday. Ồ, có ai lắc không vậy? Có bạn nào lắc không? Nhớ nãy vô nhanh lắm mà. Có nào, có đứa nào lắc không? Có đứa nào lắc không vậy ta? Có tắt đi mở lại. Sợ có đứa nào hay là do mình lắc không? Kết nối lại này chết ăn. Nhiều khi có đứa nào nó lắc. Tự nhiên lâu lâu này nó bị kẹt ở ngay chỗ này, mình không biết là ai bị. Đó thấy không? Hũ vàng vòng đi chợ. Tổ đội lăng kính. À vậy tổ đội lăng kính đi. Ok thanh niên nha. Chơi này chơi được thêm một game này nữa. Ây da. Ủa sao tướng một vàng thấy nhiều con mà sao nó hay cho mình con Bobby nè, con JC. À, con Twitter lắm. Hay cho mấy con này á. Căng trường hả? Đánh 8 căng trường không? 6 căng trường chứ. Ủa cái gì vậy? Hóa hình kỳ quái chiến binh. Kỳ quái tiếp nữa hả? Kỳ quái tiếp à? Đạo mình thì đó giờ mình chưa chơi thông đạo qua. Chùy xuyên phá sau khi sát thương lên lá trắng
nhận 25% khuếch đại sát thương trong 3 giây. Chùy xuyên phá. Hai cái đai. Chuột bạc rồi. Vé kim cương. Vương miệng bánh ngọt. Nhận một ấn ngẫu nhiên khi bắt đầu mỗi lần. Nhận một ấn ngẫu nhiên đội bạn nhận 30 máu với mỗi ấn mà họ đang mang. Ôi ngon vậy ta. Nhận một ấn ngẫu nhiên nữa. Thử rồi. Ấn gì vậy? Ấn tiên phong vãi. Đi ra ngon quầy tìm. Ấn tiên phong. Đồ sao thấy cứ lỏ kiểu gì vậy? Ây da, cũng kỳ quái kìa, vãi trưởng. Tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Ôi giời, mẹ còn cầm huyết kiếm nữa chứ. Phong phải nổi tim mấy có tăng. Móng phút Starac. Ô cái này ra được ấn kỳ quái cơ. Móng vuốt. Con này không cầm được. Ồ. Mẹ tim ấy có tăng luôn vãi nồi thiệt. Nhìn tim đỏ lỏ, tim ấy có tăng. Mẹ nhìn tim đúng lỏ. Con này 2 sao à? Con này 1 sao. Con này tăng xíu đi. Nhìn đúng tim đúng lỏ thiệt. Nhìn thấy lỏ kiểu gì. Cái gì? Anh Dũng đang like con game kinh dị Việt Nam kìa. Anh có chân nhất chơi không? Ủa game kinh dị Việt Nam nào ta? Anh nhớ lúc trước là anh có thấy là cái vụ mà cái cỏ máu rồi. Cái đó anh không chơi đó. Còn nói game kinh dị nào ta? Chả có cái gì luôn. Lấy cây gậy rồi. Thì mình lấy cái găng đi, lấy ngộ không đi. Ra cái găng đạo tặc. Để kèo này để con này thay cho chỗ con này cũng được. À, tai ương á, à có nghe. Lúc trước có nghe.
Để coi coi game nó bán nhiêu. Tai ương cũng đúng rồi chứ cũng có nghe qua một lần rồi. Ùn. Gấu đã nhảy ra. Người đá với lộn người đá. Cái gì 1 lít 3 hả? 130 hả? Why so tense? Relax. Cứ lấy đi, chừng lát nữa không ấy thì mình bán sao? Phong free demo á, demo ý là chơi demo rồi chơi thử coi ngon hay không rồi mới mua hả? Thường á ít khi nào anh chơi game demo á, kiểu như là anh muốn nếu mà anh đã thích thì kiểu như nhìn cái ạt á mà chơi rồi thì là chơi luôn. Cái ạt ấn thì cũng cùi nữa kìa. Ngoài giao tranh một tướng hai vàng mà có sẽ biến thành tướng ba vàng nghe biệt quá vậy ta. Thử không? Mẹ thử coi có ra gì. Ôi ấn ấn chính ấn tiên phong cái gì đây? Mẹ, biến thử không? Coi biến ra con gì không? Biệt. Ôi trời ơi mẹ mày ra con thờ quay đậu phộng. Mẹ, đúng cái bùa này đúng là bùa biệt. Muốn bùa bịp tụi mẹ con elite đậu phộng cầm cái gì vậy? Hay vậy kèo này phải bỏ con kia vô để kích cái băng à. Nhỏ mà có vỏ to lớn mạnh mẽ, đội bạn hóa lớn tăng 300 máu. Ồ cái này cũng ngon vậy, đầu tư. Mà nhận một lần làm mới cửa hàng với mỗi 10 vàng. Đầu tư này cũng ngon vậy. Ấn kỳ quái kìa. Ừ, nguyên miễn kỳ quái luôn. Ấn tiên phong, ấn ẩn chính minh. Nãy có anh em kia giờ mới nói rồi ẩn chính kích ấn ngon rồi. Nói chung là anh đâu có rành chơi mấy cái kiểu này.
cái kiểu mà con này mà kiểu như có thêm ấn á. Anh thường ở trên, anh thường anh không thích cái map nào mà có nhiều ấn, tại do không rành chơi, không không rành chơi. Để cầm cuồng cua, cầm cuồng đao nó bắn kìa, bắn như được mùa kìa, bắn như được mùa vậy. Ô con này, à con này full đồ rồi. Con này full đồ rồi. Ẩn chính thì có Seraph hay Karim, Ari. Ấn ấn chính rất ngon, trong map nào cho nhiều ấn vì nó búp đam bonus với mỗi ấn mình có hả? À nếu mà ấn chính. Ô Nami kìa. Lấy Nami về không? Hay là lấy con, lấy Nami. Ô có cái chảo kìa. Nó lấy Nami mẹ rồi. Lấy cái chảo đi, lấy cái chảo đi. Lấy chảo về đập ấn. Đập tiếp hả? Cái này cái sẻn đập được nha. Mà chơi cái đấy hơi nâng cao. Ừ nói chung kệ cứ chơi thử. Má mình ghép đồ hết rồi. Cái chảo hả? Có ấn kỳ quái không? Siêu sẻn. À có ấn kỳ quái rồi ghép với cái đai. Cái đai ra được thêm một ấn kỳ quái nữa. Bánh ngọt tiên phong. Đi ra thì có cái chiến binh rồi. Thường anh không thích mấy cái bài nào mà nó nhiều ấn, có nghĩa là đúng là nó kết hợp nhiều thứ á. Bây giờ tạo ra được 10 kỳ quái, 10 thông đạo này kia, không rành. Thật sự không rành. Thật sự mình không rành chơi kiểu này. Chắc không lên được đâu. Thôi để lên level đi. Lên level đi tính tiếp. Nếu mà ấn ẩn chính nè. Ấn ẩn chính. Ẩn chính là để đây hai con này được rồi. Hai con này lát nữa mình xài một ấn vô một trong mấy con trên đây cũng được. Trời đã nói rồi, quan trọng là kiểu như người ta chơi rồi người ta ghép nhiều ấn được, chứ còn anh có biết chơi cái kiểu đó đâu. Anh chỉ biết chơi mấy cái bài quen thuộc thôi, nên mấy cái kèo này hơi khó. Ê win được mà đúng không? Cái này win được mà. Thiếu con hậu quay à. Kiểu này 1, 2, 3 ẩn chính. À còn một con nữa, còn cái con gì à, con cá chơi đúng không? Rồi vậy đi, vậy đi, vậy 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 trước đi. Hay tự ra luôn.
băng giá. Ôi what the hell, what the hell, vãi cả trướng, cái gì thế này? Ủa cái này một tướng được nâng sao là ngon, thì cái này bùa này ngon vậy, có nên mua không? Bùa này ngon không? Bùa này ngon không ta? Hay là giờ mua rồi không được nữa? Gỡ ấn chính vô, gõ ấn chính vô cái ấn nữa là sao? Không hiểu. Tôi sẽ gánh đội vương miện hóa hình một người đá. Cái gì tựa lưu quá vậy? Dép lưới ra được thêm một cái ấn băng nữa. Ôi cái gì đấy? Cái gì tâm lắm vậy? Stop moving please. You'd make a great still life. Mẹ nghe, nghe con quỷ kia nó cười. Cái gì? Full ấn chọn cái ấn ẩn chính. Đó vô con cầm ấn là sao không hiểu. Định danh ấn chính đó đúng không? Rồi đã làm rồi mà. Định danh vô con cầm ấn hả? À vậy hả? À vậy hả? Mày cái gì? Cái gì tờ lưa vậy? Mày này đậu phộng ra được thêm một cái ấn băng nữa kìa. À, chắc không lên được nữa đâu, không lên kịp đâu. Thiệt chơi ngáo ngơ hết sức. Ê cái con này nè nó có ba hệ rồi, nó được thêm ấy được không? Nami hay gì không? Không có Nami. À tanken. Tanken kìa. Tanken. Ôi mẹ nó lấy rồi, nó lấy con thanh Ken rồi. Ờ vậy đậu phộng có đây nè. Mình có đây nè luôn. Nó lấy hết rồi đó mà lụm. Đậu phộng nó lụm hết rồi chứ nó mà lụm. Đây nè băng giá căng trường, mẹ đổi có băng hả? Đổ băng à. Em biết chơi gì luôn á. Gậy vậy. Gậy thiếu cái cung. Giáp lưới. Ui xe qua băng. Mà hồi quay này khả năng cao lên được ở đâu. Cần con sờ quen nè. Con sờ quen.
Ây da, Nami, mẹ Nami trưởng nữa, con thủy quái khó chịu phết nha. Nó có CC. Nó có CC. Lên thì ghép ghép Diana lấy căn trường vô hả? Lên level luôn không? Hay để chịu qua một tên nữa thôi, chịu qua một tên nó được mà. Một tên. Đọc cái định danh nhưng mà nó cái con này của mình là nó đâu có trong cái danh sách đâu. Nè. À, nhận thêm khuếch đại sát thương với mỗi trang bị sẻn vàng được trang bị nè. Là sao? Team mình vẫn hơi thiếu đam đó ta. Team vẫn hơi thiếu đam. Thấy tăng thì thấy cũng được rồi mà cảm giác như thiếu đam. Ôi mẹ con Bobby vậy hả? Ui trời ơi mẹ ơi. Cái gì vậy? Vãi nồi team. Ngọt gì cái gì từ lứa vậy? Ghép ấn băng luôn cho đủ 5 băng hả? Ghép ấn băng. À cái sẻn này ghép ghép với cái giáp lưới ra được ấn băng hả? À. Ôi mẹ ơi cái gì một nụ cuồng đao vậy? Cái này xài loại nóng tính đó đúng không? Xài loại nóng tính không? Ấn băng giờ ghép cho con nào đây? Con này ghép không được à? Ô bố phù thủy á, nghe bịp bịp kìa. Ngọt cái gì vậy, thiệt nó chơi với mấy cái map này, mấy cái map mà có nhiều ấn này mình rất là sợ, mấy cái chơi kiểu gì. Ôi mẹ mà không giết nổi con quỷ con quái thú nữa kìa. Ngọt mẹ vãi chướng ấy. Nhắc tim nó cứ đùi đùi sao á. Đúng không? Nhắc tim cứ đùi đùi.
lên level 9 thì ráng ráng roll ra được một con Dyna, kích thêm cái kia nữa, ráng roll ra một con Dyna nữa, xài cái máy nhân bản luôn. Thiệt, mấy cái map mà nhiều ấn này chơi khó vãi nồi. Đây nè, đây hỏi đây nè, đây nè kìa luôn, không cần phải ron đâu, không cần phải hứa đâu anh luôn rồi, không cần phải ron luôn đâu, xài máy luôn, tháo cái mũ cho Dyna cầm. Ừ, anh cũng vừa mới nghĩ vậy á, không cần phải hứa đâu anh đâu, mẹ quái nồi, con ác thì cầm cái kia. Quên cũng hay sao rồi. Thử ron thử không? Hai cái gì khổng lồ á. Thôi xài. Rồi để đó đi. Lên level 9 nhét được một con nữa, nếu mà level 9 ra được con Seraph. Seraph là ngon nha, ra được con Seraph là ngon lắm luôn á. Level 9 xin một con Seraph thôi. Tim anh nhìn nó thiếu đam thì đúng rồi, đang nhìn hàng dưới thôi. Thiếu đam là đúng. Seraph đi, xin con Seraph. Xin một con Seraph đó, 16 máu. Xóa. Giờ chỉ ra tay cái thằng này thôi, cho dễ nhìn. Vãi nồi, sorry vậy. Trời, đã nói là không có gõ được cái lệnh đó mà. Không gõ gì là sai rồi. Nami, năm kỳ quái. Để Morgana vô biết đâu nó hắc tướng được không? Cái vụ mà em chấm AI á là em hỏi câu hỏi với nó, hiểu không? Em hỏi câu hỏi chứ không phải là em ấy lệnh kiểu như vậy. Vấn đề là hiểu sai cái câu lệnh á. Video để vô kèo này ngon không? Không ngon à. Seraph bị choáng rồi, chết rồi. Ulti.
Như một con Serat. Đánh gì tựa luôn, éo biết gì luôn á. Éo biết gì luôn á. Hợp lý. Con này để vô đâu được gì đâu ta, không được kích thêm được gì hả? Không được thêm gì, để con này vô còn ngon hơn. Lấy búa đập hai cái con áp đi hả? Kaina giờ làm gì lên được ấy được nữa đúng không? Dana 2 sao rồi. Rèn hai cái ấn đó đi hả? Để cái ấn ngon hơn là Serat nữa là sao? Có ấn gì không? Không có rồi, đúng không? Lấy quyền trượng đi. Lấy quyền trượng. Quyền trượng này gắn cho con nào được ta? Nami vậy? Nami cầm quyền trượng hả? Ừ. Nami vậy cầm quyền trượng. Giờ phải bán hay là đập làm sao? Nhận một ấn tạm thời. Ấn kỳ quái. Để cái búa vô hả? Vậy hả? Ra cái gì đây? Ấn ông mật, ấn ma thuật. Ô. Cái gì tựa luôn vậy? Không hiểu gì luôn á. Nói thiệt là mình chơi game, cái game này mình không hiểu cái mẹo gì luôn. Mẹ, cái ấn nó nhiều quá. Em hiểu cái gì luôn á, thiệt. Giao tranh tiếp theo, các tướng 1 sao của bạn được nâng sao. Là sao, mua cái này ngon không vậy? Sao team mình bây giờ thấy nó mạnh rồi ta? Hồi nãy nó yếu mà sao giờ tự nhiên bây giờ nó mạnh vậy? Là do cái gì vậy ta? Là do con Serat gánh đam hả hay sao? Sao như bây giờ team mình thấy nó mạnh quá vậy? Không biết lý do tại sao mạnh luôn á. Bây giờ mua bùa đúng không? Ba do con Serat nè. Thôi cái kèo này không hiểu luôn á. Thật sự không hiểu. Tạo tác hay gì vậy? Nhận một gói trang bị hỗ trợ.
ghép ghép đại đi. Cứ ghép ghép đại đi. Hát nhất tộc hài không phải chứ. Con Nami mỗi lần con nó chửi ra cái con nó nhìn mắc cười thật sự. Không hiểu tại sao. Mẹ. Không hiểu tại sao. Ê lên hạng rồi đó, lên hạng rồi đó, lên hạng. Thắng hạng chứ. Win mà không biết lý do tại sao luôn, tuyệt vời. Chế game nó phải như vậy, đôi khi chúng ta không hiểu tại sao luôn. Thì cái này là mình nói thiệt luôn á, mình dùng ok cái pha nào mình có ý tưởng, mình build team á thì ok mẹ. Vậy cho nên mình mới nói mình rất là sợ mấy cái map mà nó nhiều ấn, không biết làm gì luôn á.